Đây. Sau khi mà nó dán xong nè, đó viền là Mỹ nè ha. Tại sao có nhiều người hỏi là ủa sao không làm sát vô trong nữa, thì trong đây này là cái đèn là hết đèn rồi, phần rìa chóa hết đèn rồi, dán tới đây là đẹp rồi đó. Mà dán mình tha mà mình dán thiết kế dài vô trong nữa là nó hở hoài luôn, nó không dính nha ha. Ôm nè, ôm viền nè, đó ôm viền nè, rất sát nha.
Đây. Sau khi mà mấy anh chị dán á thì cái những cái chỗ này nè nó sẽ nổi lên, có nghĩa là nó không ăn. Thì cái cách á mà chúng ta làm á là mấy anh chị cần một cái máy sấy nha. Đó. Cần một cái máy sấy thì máy sấy kiểu gì cũng được. Quan trọng nhất á là mình cần máy sấy để làm chi? Trước khi sấy á phải lau khô cái bề mặt này cái đã. Để cho mấy anh chị thấy được cái mặt. Đó. Là coi chỗ nào chưa khô, chỗ nào khô rồi. Rồi. Bây giờ nè, lấy máy sấy sấy những cái chỗ này nè, những cái chỗ mà phồng lên á. Sấy để làm chi? Sấy để cho nó khô và keo nó dễ dính hơn. Làm bên nào xé bên đó, ví dụ như bây giờ đi. Thông sẽ làm bên đây ha. Thì xé bên đây. Nè, chỗ này nó phồng ra nè, thấy không? Thì mình xé bên đây. Mình xé bên đây cho nó khô hết. Đó, rồi. Mình gạt nước. Mình gạt một hồi là nó dính vô nha. Đó. Bởi vì á nó đang là có nước bây giờ nên gạt một hồi là dính. Cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó. Mấy chị sấy đừng có kê sát máy sấy quá, tùy loại máy sấy nha. Quan trọng nhất là sấy cho nó khô đi rồi mình cứ lấy cái gạt á mình gạt vô là nó dính à, không thì khi mà nó khô thì nó sẽ dễ dính hơn đó. Rồi ở bên đây thì nó dính hơi hơi, nó cũng hơi phồng phồng nhưng mà kệ nó ha, mấy cái nó nhỏ lát mình xử lý sao. Qua bên đây nè, chỗ này nó hơi phồng nè, thì sao sấy tiếp tục rồi gạt nước gạt vô ha. Cứ gạt vậy thôi. Rồi tới cái đoạn này dùng cồn là xịt vô nè. Mục đích dùng cồn á là cồn nó sẽ dễ dính hơn. Với những cái nào khó có dính thì cho cồn vô. Mình sấy để cho nó nhanh hơn. Với cái nào mà mình mấy anh chị mà kéo như nè dán này nè mà nó không dính á thì nhấc cái khúc này ra, nhấc khúc này ra rồi gạt lại nha. Mình gạt cho nó dính phần dưới trước, phần trên chừa chút xíu thôi thì như vậy nó mới dính. Thấy không? Nó phải dính từng đoạn từng đoạn từng đoạn. Đó, nè dính rồi nè, thấy không? Đó. Cứ sấy như em nói đi là được à. Cái này không phải là sấy khò nha. Cũng không phải sấy để cho nó giãn nở mà là sấy cho nó mau khô. Nhớ nha.
đi. Ví dụ á, chỗ nào á mà nó như vậy nè. Máy này nó lấy nét hơi chậm. Đây. Nè, mấy anh chị thấy nó phồng ra không? Đó. Nó phồng ra thì mình sấy nè. Máy này sao hôm nay nó lấy nét chậm vậy ta? Nè, nó phồng ra nè. Thì mấy anh chị sấy vô. Không? Đó. Sấy cho nó khô chỗ đó. Xong rồi á, mình gạt nước nè. Cầm đầu này gạt nè. Gạt vô, thấy không? Ví dụ nó có lên bong bóng chỗ này đi ha. Nè, thì đẩy mạnh chứ ra. Đẩy cái bong bóng đó gạt ra ngoài. Đó. Đó. Ừ. Đẩy ra. Mấy cái này cũng vậy. Cứ đẩy là nó ra hết. Đó, quanh đây ha. Chỗ này nó phồng nè. Thấy phồng không? Thì mình lấy máy sấy, sấy nó. Sấy nó rất là mau khô. Sau đó thì lấy gạt nước gạt nó. Nếu như mà mấy anh chị mà ở Sài Gòn á thì ghé shop em dán cho. Nè. Đó. Mình đổi cạnh ha, đổi cái cạnh này nó nhỏ hơn nè. Mình gạt nó vô. Nếu mà nó có bọt á thì mình đẩy bọt ra ngoài luôn. Ừ. Cái đoạn này nó có nước nè, thì mình thổi nè, dùng miệng thổi. Ừ. Khi mà thổi xong á thì lấy gạt nước gạt vô. Đó. Thấy không? Xíu xíu từ từ là nó ấy. Ví dụ như bên đây nãy là nó phồng lên nè. Giờ nó hơi bị còn hở ra một chút. Thì mình vuốt tiếp ha. Vuốt đến khi nào nó dính thì thôi. Nó cứ từ từ là nó dính. Rất là trong nha. Xíu nữa mà nó khô. Khô 100% rồi. Là mấy anh chị nhìn vô là không biết dán luôn. Những cái viền mà nó hở như nè thì lấy cái miếng gạt nước gạt vô. Đó. Quan sát coi nó có hở không. Đây thì nó cứ hở hoài. Thì mình cứ gạt vô thôi. Đó. Cứ tiếp tục, cứ sấy vậy đó. Rồi, thì mình cứ gạt vô. Đó. Nên chị thấy nó hơi có nước không? Hơi có nước đọng ở đây. Nói chung á là cái chớ đèn này nó hơi khó dán. Nhưng nếu mà anh chị nào mà đã dán quen cái mặt đồng hồ rồi thì mình có thể là trải nghiệm ha, dán cái chớ đèn tự dán ở nhà rất là dễ. Bên đây nè, nó ôm vô nè, thấy không? Đó. Rất là đẹp. Sát viền. Chỗ này chưa ôm vô thì mình gạt nước tiếp tục. Gạt đến khi nào nó ôm vô thôi. Còn không đợi chút. Đợi chút cho nó khô. Trong cái lúc mà mấy anh chị đợi á thì mình lấy cái khăn ha, khăn khô ha. Mình lau đi. Mình lau, mình kiểm tra coi là có chỗ nào mà nó bị còn bọt hay là bụi gì không. Không. Với những cái vết bụi hoặc là bọt á
mà nó quá nhỏ đi thì mấy anh chị có thể bỏ qua, không cần phải xử lý nó làm cái gì. Tại vì dán là đã khó rồi, đúng không? Khi mà lột ra nó cũng hơi bị mất công. Chỗ này nó nổi lên thì em lấy khăn em lau, lau xong cho nó sấy. Cứ kiên trì nha, đừng có bỏ cuộc. Cho nó khô rồi mình sấy, mình gạt nước mình ép vô. Thường thì em sẽ cho mấy anh chị hai cái gạt nước. Thì tới những cái đoạn này thì mấy anh chị ở đây trong đây nó có vẻ hơi bị nhiều nước. Đó, cứ gạt là nó thành công thôi. Giống như bên này rất là đẹp. Đây, sau khi mà nó dán xong nè, đó viền là mí nè ha. Tại sao có nhiều người hỏi là ủa sao không làm sát vô trong nữa, thì trong đây này là cái đèn là hết đèn rồi, phần rìa chóa hết đèn rồi, dán tới đây là đẹp rồi đó. Mà dán mình tha mà mình dán thiết kế dài vô trong nữa là nó hở hoài luôn, nó không dính nha ha. Ôm nè, ôm viền nè, đó ôm viền nè, rất sát nha. Đó thì á, mình tóm gọn lại cái cách dán là dán làm sao. Thì đầu tiên á, mấy anh chị cần là vệ sinh cái này trước, sau đó thầy hãy xịt cái nước xà bông lên. Xịt nước xà bông lên xong, cái dụng cụ mà cần phải chuẩn bị thêm là cái máy sấy. Mình để cái máy sấy kế bên ha, rồi mình định cái miếng này lên nè, miếng PVF lên nè nha. Rồi mình gạt nước từ trong ra ngoài, gạt từ dưới lên. Cái phần này nè, phần này với phần này để nguyên, đừng đụng gì tới chứ. Rồi mình cứ gạt từ đây, gạt ra ha, gạt ra, gạt ra, xong lên tới đây, được chưa? Thì cái đoạn này nè, mình gạt trước, đó, mình gạt, 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 nó phồng lên kệ nó nha, gạt đây trước, gạt đây giống như nếu như mà cái chỗ này nó phồng lên một cục nguyên cái mảng nè, thì mình gạt cầm chốt cái đỉnh cho nè, mình chia đôi ra, mình cầm cái miếng gạt nè, mình chia đôi ra, đó, thì nó sẽ chia ra hai nửa ha. Hai nửa đều phồng thì nó sẽ giảm cái độ phồng hơn, rồi mình gạt cái chỗ này nó ôm xuống, đó nó ôm xuống. Cái lúc này á, thì nó chưa có ôm hẳn đâu, mấy anh chị lấy máy sấy 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 cho nó mau khô, nó mau khô là nó sẽ dính đó. Ví dụ như hồi nãy cái chỗ này mấy anh chị thấy không, nó phồng phồng lên, bây giờ nó hết rồi đó, rất là hay. Rồi sau khi dán ha thì mấy anh chị sẽ thấy những cái quần ví dụ như đốm đốm này nè, thì có nghĩa là nó chưa khô, khoảng chừng 1 tiếng 15 phút hoặc là ngày mai đi ha, ngày mai sáng ngày mai là nó trong vắt luôn, là mấy anh chị nhìn sẽ không biết là dán. Ok vậy ha. Đó rồi, nhớ medley, nếu như mà mấy anh chị không có nhu cầu dán nguyên dàn áo thì dán những cái thứ chính thôi, mặt đồng hồ, chói đèn, đèn xi nhan đó, và đèn đuôi. Còn một cái nữa nếu như có nhu cầu cần thiết ha, và nếu như mà ấy thì dán thêm cái dè này đó. Hiện tại là mình đang dán một nửa, mà khách yêu cầu dán nguyên cái phần này luôn thì mình đang thiết kế, trước mắt là như vậy. Ok ha. Rồi